Xin chào, lại là Anna Lia đây. Nếu bạn là một người mới học vẽ cỏ râu, cỏ tóc thì đây đúng là một video dành cho bạn nè. Anna sẽ chia sẻ với bạn các kiểu trang trí móng tay đơn giản dành cho người mới học với một số lưu ý quan trọng để chúng ta có thể vẽ cỏ râu, cỏ tóc được nhanh và đẹp. Đối với người mới học cỏ râu thì nên phân biệt ra hai loại cho Anna. Loại đầu tiên chính là nét thẳng thì các bạn nên sử dụng cỏ dài để có thể vẽ dễ dàng. Và loại thứ hai chính là cỏ dày thì chúng ta vẽ nét mập, còn muốn vẽ nét ốm thì chúng ta sử dụng cỏ mỏng. Nghe thì có vẻ khó nhớ và đây chúng ta sẽ bắt đầu thực hành luôn để dễ nhớ nè. Với những đường thẳng ở trên móng, đặc biệt là móng của khách dài, thì chúng ta yêu cầu phải vẽ được một đường thẳng không bị răng cưa và có độ lớn đều nhau. Vì thế Anna sẽ gợi ý cho chúng ta thao tác như sau để tạo ra đường thẳng được đẹp nè. Đầu tiên là vì chúng ta muốn vẽ nét thẳng nên các bạn sẽ lựa chọn các loại cỏ lông dài, rồi sau đó bạn nằm cỏ và lấy mước treo trên lông cỏ. Chúng ta lấy mước hết cho phần treo vẽ này, áo đều hết trên lông cỏ, rồi bạn mới đặt lên trên móng. Đặt thẳng chúng ta hơi nằm cỏ nha, rồi kéo một đường ra ngoài đầu móng. Lúc kéo thì bạn hơi đè nhấn cỏ để phần cỏ này được kéo là trên móng, tăng độ ma sát giữa cỏ và móng, giúp cho bạn dễ dàng kéo thẳng, không bị trơn hay là lắc. Sau khi kéo xong một đường thì bạn có thể thấy được chúng ta sử dụng cỏ lông dài và nằm cỏ sẽ rất dễ kéo đường thẳng. Đến đây là Anna đã có được một đường thẳng trên móng rồi, và đường thẳng này thuộc dạng to. Còn nếu bạn muốn đường thẳng mỏng thì bạn sẽ lấy cây cỏ mỏng hơn, rồi sau đó cũng sẽ lấy mước treo trên lông cỏ và chúng ta đặt để vẽ ra một đường thẳng. Đối với đường thẳng thì có một mẹo nhỏ cho chúng ta để vẽ, chính là bạn phải nằm cỏ, kéo là phần cỏ này đi. Nếu mà bạn không nằm cỏ, chỉ sử dụng mũi cỏ mà thôi, thì phần đường thẳng này rất khó kéo và dễ bị răng cưa. Bạn cứ hơi nhấn nhẹ mũi cỏ để phần cỏ này nằm là xuống dưới móng là được. Kể cả các đường thẳng dọc móng hay là các đường ngang móng thì chúng ta cũng thao tác tương tự mà thôi. Lấy mước treo trên lông cỏ, rồi nằm cỏ, đặt và kéo là cỏ thì bạn sẽ có được các đường thẳng không bị răng cưa. Và sau khi đã kẻ xong hết các đường kẻ thẳng vào vuông góc trên móng để trang trí rồi thì Anna sẽ sử dụng chấm bi để chấm thêm một vài chấm bi bên đây nữa, trang trí thêm cho mỏng móng của chúng ta. Và cho đi hơi đèn cho khô tất cả các họa tiết chúng ta vừa mới vẽ bằng treo vẽ đen này. Và sau khi hơi đèn xong là chúng ta cũng đã có một mẫu móng rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn tất mẫu móng này bằng cách sơn một lớp bóng treo lên đây. Và cho đi hơi đèn để khô lớp bóng treo này. Vậy là chúng ta vừa mới trang trí đơn giản trên móng bằng cách sử dụng cỏ râu rồi đó. Và khi đã biết được đường thẳng sử dụng cỏ gì và vẽ như thế nào để có thể dễ rồi, thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến đường cong. Đối với đường cong thì Anna sẽ khuyên bạn sử dụng cỏ ngắn hơn. Và khi vẽ thì bạn chỉ nên sử dụng mũi cỏ mà thôi, chứ đừng nằm cỏ để kéo như là đường thẳng. Cụ thể là Anna sẽ đặt cỏ bên cạnh trái của móng, kéo cong một đường và bạn có thể thấy được Anna không hề đè cỏ như lúc nãy Anna vẽ đường thẳng mà chỉ sử dụng mũi cỏ mà thôi. Vẽ được một đoạn, nếu mà treo vẽ trên cỏ ít đi thì chúng ta lại dỡ cỏ lên, lấy lại phần treo vẽ trên cỏ rồi mới đặt nối lại vị trí lúc ban nãy chúng ta dỡ lên, nối vẽ tiếp phần còn lại của họa tiết. Và có xong một đường như thế này, bạn sẽ thấy được đường cong sẽ dễ dàng hình thành nhờ chúng ta sử dụng mũi cỏ, đi nhẹ cỏ vẽ cong một đường trên móng. Và cứ như thế Anna sẽ thao tác thêm vài đường cong nữa để các bạn có thể thấy rõ. Đối với việc vẽ các đường cong này thì các bạn nên lựa chọn những loại cỏ nào lông mềm, tốt nhất là nên lựa chọn các loại cỏ lông thật 100%. Để đầu mũi cỏ này mềm, chúng ta vẽ mới dễ. Nếu đầu lông cỏ của chúng ta không được mềm, bị cứng thì khi các bạn uốn cong, đầu lông cỏ sẽ di chuyển theo những hướng mà bạn không mong muốn, đường cong của bạn sẽ không được mướt và bị răng cưa. Và sau khi đã vẽ xong hết vài đường cong trang trí trên móng như thế này rồi thì Anna cũng sẽ sử dụng chấm bi, chấm vào treo vẽ màu đen, sau đó chúng ta chấm lên trên móng. Bây giờ Anna không chấm tự nhiên như lúc ban nãy nữa, mà Anna sẽ chấm một cặp chấm bi thành hai vòng tròn sát nhau như thế này, để tí nữa Anna tạo ra trái tim. Rồi sử dụng đầu chấm bi nhỏ hơn, chấm thêm một vài chấm nữa ở những vị trí khác để trang trí. Xong rồi mới sử dụng cỏ râu. Quay trở lại với hai cái chấm lúc nãy chúng ta muốn làm trái tim, bạn kéo theo dáng chữ V chụm lại ở phần đuôi chóp nhọn tạo ra cái trái tim. Đến đây là Anna đã xong một họa tiết trang trí đơn giản trên móng rồi đó. Chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô các trang trí vừa mới vẽ lên này. Biết được công dụng cỏ dài thì chúng ta vẽ nét thẳng,
Còn nét cong thì chúng ta vẽ cỏ ngắn hơn rồi. Giờ thì chúng ta sẽ phân biệt tới cỏ mỏng và cỏ thường. Cỏ loại thường thì sẽ có độ dày tầm 1mm, còn cỏ mỏng thì lông ít đi một nửa. Cỏ rau loại thường hay là liner số 0, thông thường thì chúng ta sẽ áp dụng với hầu hết tất cả các loại họa tiết, đặc biệt là dành cho các bạn mới học. Nhưng nếu bạn muốn các họa tiết đó mỏng hơn, ốm hơn thì chúng ta sử dụng cỏ mỏng, vậy thôi. Cụ thể là ở đây Anna sẽ vẽ ra một cây cỏ trên móng. Các họa tiết này sẽ là nét trung bình, vì thế Anna sẽ sử dụng cỏ liner số 0 để lần lượt vẽ ra cái thân cây, rồi thêm các nhánh lá hai bên trái và phải. Sau đó thêm phần hoa bằng cách sử dụng chấm bi để chấm tạo ra các bông hoa phía trên. Và nói chung, cỏ thường chính là cỏ hay sử dụng nhất vì chúng ta sẽ sử dụng để vẽ hầu hết tất cả các họa tiết. Vậy thì khi nào bạn sử dụng cỏ loại mỏng? Cỏ loại mỏng sẽ sử dụng khi nào bạn muốn các họa tiết này ốm, nhỏ thì chúng ta sử dụng cỏ mỏng. Và để cho các bạn có thể thấy rõ thì Anna sẽ sử dụng cỏ mỏng này để vẽ ra đường thẳng trên móng. Khi Anna sử dụng cỏ mỏng để vẽ đường thẳng trên móng, bạn có thể thấy được phần đường thẳng này ốm, thanh mạnh. Và ngoài đường thẳng này ra, nếu bạn muốn vẽ các đường khác mà mỏng thì chúng ta cũng có thể sử dụng cỏ mỏng này luôn. Giống như ở đây Anna vẽ ra một cái nhành cây uốn lượn theo dáng chữ S, sử dụng cỏ mỏng này thì nhành cây của chúng ta cũng sẽ mỏng theo. Ngoài ra, sử dụng cỏ mỏng sẽ giúp cho bạn khá nhiều trong các chi tiết nhỏ. Ví dụ như ở đây, Anna sẽ sử dụng chấm bi để chấm tạo ra các cặp lá men theo phần thân nhành lúc nãy Anna mới vẽ. Rồi sau đó Anna sẽ lấy cây cỏ mỏng, đặt ở phần cái chấm này, vẽ kéo tạo ra một cái nhành nối từ lá vào trong thân. Nhờ độ mỏng của cây cỏ mà khi Anna đặt và kéo các chấm này vào trong thân sẽ tạo ra những cái nhành rất là mỏng, tạo độ sắc sảo cho phần cuốn lá. Ngoài phần cuốn lá này ra thì Anna cũng muốn làm một cái chóp nhọn cho phần đỉnh lá nữa. Vì thế Anna cũng sẽ sử dụng cỏ mỏng này, đặt ở phần cái chấm, kéo nhọn ra phía bên ngoài để tạo ra phần đầu nhọn cho cái lá. Và nói tóm lại thì cỏ mỏng sử dụng khi các bạn muốn cái nét đó mỏng hoặc là những chi tiết nhỏ cần độ mảnh mai thì chúng ta sẽ sử dụng cỏ mỏng cho nó sắc sảo. Và đến đây là bạn đã có được một nhành cây rồi đó. Anna sẽ trang trí thêm để móng này thêm đặc sắc bằng cách cho thêm phần kim tuyến vào phần khoảng trống ở giữa hai đường thẳng song song với nhau. Rồi cho đi hơ đèn để khô cố định tất cả các họa tiết chúng ta vừa mới bỏ công vẽ lên này. Và khi đã xem đến đây, chắc hẳn cũng sẽ có bạn có thắc mắc rằng Anna thích sử dụng cỏ nào. Thì cũng giống như nãy giờ Anna có chia sẻ, với các mẫu móng yêu cầu kẻ đường thẳng nhiều thì Anna sẽ lựa chọn cỏ dài để chúng ta kẻ được nhanh và dễ. Còn đối với các họa tiết vẽ bình thường thì Anna sẽ sử dụng cây cỏ thường, cỏ liner số 0. Và đặc biệt đối với các họa tiết nào nhiều chi tiết hoặc các chi tiết nhỏ thì Anna sẽ sử dụng cỏ mỏng. Giống như ở đây, Anna có họa tiết cái hoa hồng. Đối với cái hoa hồng này, bạn quan sát kỹ sẽ thấy những cánh hoa hồng có những cái đầu nhỏ ra, rất là nhỏ. Vì thế bạn sử dụng cỏ mỏng sẽ dễ hơn. Đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện các bước mà chúng ta vẽ hoa hồng. Cách vẽ hoa hồng này thì Anna đã có chia sẻ cho chúng ta rồi nha. Nhưng để cho các bạn nào chưa rõ thì Anna cũng chỉ sơ lại như thế này. Đầu tiên là Anna sẽ dít một ít che vẽ trên mũi cỏ, vì là nét cong nên chúng ta chỉ vẽ bằng mũi cỏ thôi. Rồi vẽ ra một nét chữ C nằm ở trên móng. Rồi lại dít lại phần che vẽ nằm ở trên mũi cỏ nữa, đặt vào đối diện nét chữ C lúc ban nãy, vẽ ra một nét chữ C, ôm lấy cái chữ C số 1. Và phần đuôi của cánh chúng ta sẽ vẽ càng ngày càng nhỏ dần, vì là phần đuôi cánh này phải vẽ càng ngày càng nhỏ dần nên chúng ta sử dụng cỏ rau mỏng sẽ giúp bạn kéo được phần đuôi này dễ dàng hơn và vẽ được cái cánh hoa trong sắc nét. Có được cánh đầu tiên này rồi thì Anna sẽ vẽ ra ba cái cánh lớn hơn nằm ở ba góc theo dáng hình tam giác, xoay quanh hết cái nhụy này để tạo ra cái hoa hồng. Và đối với hoa hồng này, các cánh hoa sát nhau chứ không dính lấy nhau. Bởi yếu tố đó mà khi chúng ta sử dụng cỏ mỏng sẽ tốt hơn sử dụng cỏ to.
thêm xong hết các cánh hoa rồi thì để cho mọng hoa này tự nhiên thì dĩ nhiên là chúng ta thêm lá vào đây. Các lá thì Anna cũng sẽ sử dụng cỏ mọng này để thêm các lá nhỏ và mọng manh. Thêm xong hết tất cả các họa tiết phụ rồi thì chúng ta cũng sẽ cho đi hơ đèn cho khô các họa tiết này. Và xem đến đây là Anna đã phân tích rõ với bạn về các loại cỏ râu và sử dụng chúng trong trường hợp nào là tối ưu nhất. Và nếu mà bạn thích video của Anna thì nhớ like video và nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của Anna nha. Xin chào và hẹn gặp lại.